Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các ngươi đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha các ngươi biết rõ điều các ngươi cần ngay cả trước khi các ngươi xin. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng tôi ở trên trời, chúng tôi nguyện danh cha cả sáng, nước cha trì đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng tôi hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng tôi cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các ngươi có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các ngươi đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các ngươi. Nếu các ngươi không tha thứ cho người ta, thì cha các ngươi cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các ngươi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Ngợi khen Chúa. Kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Người Công giáo của chúng ta thuộc rất nhiều kinh. Như vậy kinh để làm gì? Lời kinh có tác dụng gì? Lời kinh giúp cho chúng ta diễn tả được những cảm nghĩ, những tư tưởng, những ước muốn của chúng ta dâng lên Thiên Chúa, mà có khi chúng ta không biết diễn tả thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa và chân thật nhất. Do đó đọc kinh là cách để chúng ta tiếp xúc với Thiên Chúa. Hôm nay Chúa Giêsu dạy cho chúng ta một lời kinh của chính Ngài, dạy cho chúng ta cầu nguyện theo ý của Thiên Chúa. Đó là kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha là một kinh duy nhất trong Tin Mừng Chúa Giêsu dạy cho loài người chúng ta. Kinh Lạy Cha tóm gọn tất cả những sứ điệp của Tin Mừng, cho chúng ta biết chúng ta có một người cha trên trời. Lạy cha. Thánh Phanxicô và một đệ tử của mình xưa kia đi trên đường với nhau và thi với nhau xem đi từ đây cho đến nơi của mà các ngài cần đến thì ai được đọc được nhiều kinh lạy cha nhất. Khi đến nơi thì người môn đệ của Thánh Phanxicô mới nói rằng: Thưa Thầy, con đọc được một chuỗi kinh lạy cha luôn. Còn Thánh Phanxicô Ngài nói: Cha không đọc được hết kinh lạy cha con à. Cha chỉ đọc được hai chữ lạy cha, là dòng nước mắt của cha tuôn trào. Vì cha cảm nhận được Thiên Chúa yêu chúng ta, cho chúng ta được gọi Ngài là cha. Chúng ta là loài thụ tạo, nhưng Thiên Chúa đã nâng chúng ta lên trở thành con của Ngài. Hạnh phúc đó làm cho Thánh Phanxicô cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu biết dường nào. Do đó kinh lạy cha không phải là một lời kinh để chúng ta đọc như một cái máy, nhưng chúng ta đọc, miệng đọc, lòng suy, tâm cảm. Khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra kinh lạy cha chứa đựng vô vàn ân sủng của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa, lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, công trình tạo dựng của Thiên Chúa được thiết đặt trọn vẹn nơi kinh lạy cha. Xin Chúa giúp cho từng người, quý ông bà, cô bác, anh chị em,
nhất là những người không đến được nhà thờ. Chúng ta hãy đọc kinh lạy cha bằng cả tấm lòng của mình. Miệng chúng ta đọc, lòng chúng ta suy về tình yêu của Thiên Chúa, về ơn cứu độ Thiên Chúa ban, và tâm cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta, dành cho tất cả những người thân trong gia đình của chúng ta. Chúng ta hãy luôn luôn kết hợp với Thiên Chúa bằng lời kinh lạy cha. Có tiếng nào cao thượng, có tiếng nào linh thánh, có tiếng nào ủi an cho bằng hai chữ lạy cha chúng con. Anh chị em thân mến, trong tiểu sử của Thánh Gioan Maria Vianney có kể một câu chuyện như thế này. Có một người nông dân ở xứ Ác, mỗi ngày trước khi đi ra cánh đồng làm việc, cũng như khi ông ta ở cánh đồng về, ông ta đều ghé vào nhà thờ trong một giây lát. Và rồi ở trong xứ nhiều người để ý và kính phục ông ta. Thế nhưng có một lần có một người hỏi ông, ngày ngày ông ghé vào nhà thờ để làm gì vậy? Người nông dân già trả lời, tôi nói chuyện với Chúa và Chúa nói chuyện với tôi. Chắc chắn ông ta sẽ không có nói chuyện nhiều, bởi vì ông ta chỉ vào cúi đầu thờ lạy Chúa một chút rồi ra đi. Nhưng câu trả lời của ông cho chúng ta thấy đấy là đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu. Khi sống ở trần gian 3 năm rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ một kinh duy nhất, đó là lời kinh tuyệt vời, lời kinh lạy cha. Chỉ dừng lại trước nhan Thánh Chúa với lời cầu xin lạy cha chúng con đã là đủ rồi. Lời kinh này không nói dài, không kêu gào thảm thiết như là những câu chuyện ngày xưa trong Cựu Ước của các sư sãi thần Ba Ản. Lời kinh này cho chúng ta thấy chỉ có những điều cầu nguyện chia thành hai phần rõ rệt. Ba lời nguyện đầu tiên của kinh lạy cha hướng về Thiên Chúa Cha: xin cho danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha được thể hiện. Còn bốn lời cầu xin tiếp theo hướng đến nhu cầu của chúng ta: xin lương thực hàng ngày, xin ơn tha thứ, xin thắng được cám dỗ và xin thoát khỏi sự dữ. Hẳn chúng ta được nhắc lại câu chuyện về tiên tri Elia và những người ngoại thờ thần Ba Ản. Mỗi khi mà những người ngoài các sư sãi thần ban cầu nguyện, họ kêu gào cầu nguyện suốt cả ngày, rạch cả mình ra nhưng không được trả lời. Cuối cùng chỉ có tiên tri Elia cầu xin Thiên Chúa của mình, trong nháy mắt lửa từ trời xuống thiêu hủy của lễ. Ngày nay có khi lời cầu nguyện của chúng ta cứ loay hoay với cái tôi, với những ước mơ tính toán, những âu lo cho nhu cầu vật chất của mình, chỉ xin được quyền lợi. Chúng ta cầu nguyện thật dài, đọc kinh như một con sáo, quay đi quay lại những lời cầu như một cuốn băng, mong đọc cho hết, mong nói cho xong. Cầu nguyện vắn dài đối với người Kitô hữu không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng ở chỗ là đối tượng của việc cầu nguyện với ai. Nếu như chúng ta cầu nguyện như một xác chết vô tri vô giác, với những lời nói bên ngoài môi mép, thì thời gian thật dài cũng không đem lại lợi ích cho chúng ta. Việc cầu nguyện là đặt mình trước nhan Thánh Chúa, như ông già nông dân kia, tôi nói chuyện với Chúa, Chúa nói chuyện với tôi. Hay là tôi nhìn Chúa, tôi đặt mình ở trong Chúa, Ngài là cha yêu thương chúng ta. Anh chị em thân mến, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng sống theo ý Chúa thật là khó. Thực ra điều này thoải mái và dễ chịu như nằm một trên chiếc gối bông, bởi vì
chúng ta được Chúa dọn sẵn cho chúng ta. Chúng ta không thể nhắm tới những thứ gì hay bằng thứ gì, đòi hỏi cái gì, bởi vì Chúa đã lo cho chúng ta hết. Điều chúng ta cần, hãy đặt mình trước nhan Thánh Chúa để chiều theo, buông theo thánh ý của Ngài. Tâm tình mùa chay chính là tâm tình cầu nguyện, xin Chúa là Cha yêu thương và ban cho chúng ta những ơn phúc. Một người cha, một người mẹ lo cho con cái, đứa con có thể không nói gì, một lần kia nó nắm tay ông bố, chỉ cần nói bố ơi là ông bố hiểu nó muốn gì. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài là người cha nhân từ, Ngài muốn những điều tốt lành cho chúng ta và Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta khi chúng ta đưa ánh mắt nhìn đến Ngài với tâm tình cầu xin. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết rằng ba việc làm căn bản của mùa chay trong truyền thống Kitô giáo đó chính là cầu nguyện, chay tịnh và sống bác ái. Tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta về đời sống cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng lời kinh lạy Cha. Đó là lời kinh quen thuộc trên môi miệng của mọi tín hữu. Khi chúng ta đọc lời kinh lạy Cha, xin cho mỗi chúng ta ý thức chúng ta có một Cha trên trời và tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau. Khi chúng ta hướng lên Cha trên trời cầu nguyện, chúng ta hãy xin cho danh Cha được thể hiện, danh Cha được muôn người nhận biết và xin cho triều đại của Cha mau đến. Triều đại của hòa bình, triều đại của yêu thương, triều đại của công lý. Xin Cha thể hiện thánh ý của Cha dưới đất cũng như trên trời. Xin cho mỗi chúng ta khi đọc lời kinh biết rập khuôn đời mình theo thánh ý của Cha. Sau khi đã cầu nguyện xin cho danh Cha thể hiện, triều đại Cha mau đến và ý Cha được diễn ra dưới đất cũng như trên trời, Đức Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện cho chính những nhu cầu của bản thân. Trước hết, xin cho chúng ta được lương thực hàng ngày. Lương thực ở đây không phải chỉ là cơm ăn, áo mặc. Lương thực ở đây trước hết là lời hằng sống. Xin cho chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa để tâm hồn của chúng ta được no thỏa. Chúng ta xin cho mỗi người biết sống ơn tha thứ, bởi vì chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa một cách nhưng không. Và Chúa mời gọi chúng ta cũng biết tha thứ cho anh chị em mình. Cuối lời kinh này, Đức Giêsu còn nhấn mạnh, nếu chúng ta không tha lỗi cho người ta, thì Cha của chúng ta trên trời cũng không tha lỗi cho chúng ta. Chúng ta được tha thứ nhưng không tất cả mọi lỗi lầm chúng ta phạm. Thế nhưng, chúng ta thường hay chấp nhất anh chị em mình. Tha thứ chẳng phải là điều dễ dàng. Tha thứ không phải là điều tự nhiên mà con người làm được. Chúng ta cần có ơn của Chúa. Chúa đã tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng biết tha thứ cho nhau. Chính khi ấy, chúng ta đang thể hiện vai trò chúng ta là con cái của Cha. Chúng ta đang diễn tả mọi người là anh chị em của nhau. Chúng ta tha thứ để được Chúa thứ tha. Chúng ta tha thứ để được anh chị em tha thứ. Chúng ta cần ơn tha thứ đó trong cuộc đời của mình. Sau khi đã xin cho mình được biết sống ơn tha thứ, Chúa cũng dạy chúng ta cầu xin để vượt thắng cơn cám dỗ trong cuộc đời. Cuộc đời
không bao giờ không có trước cám dỗ. Thiên Chúa vẫn cứ để những cám dỗ đó để chúng ta chiến thắng nó, hầu có công trước mặt Chúa. Chúa để chúng ta chiến đấu trước cơn cám dỗ, và chúng ta xin cho mình, xin cho mỗi người khỏi rơi vào sự dữ. Chắc chắn lời kinh này sẽ đẹp lòng Chúa Cha, bởi vì đó là lời kinh Thánh Tử dạy chúng ta. Đó là lời kinh chúng ta cầu nguyện không chỉ cho bản thân mình, mà cầu nguyện với tư cách là những anh chị em trong Cha, trong danh của Cha Chí Thánh. Chúng ta không cầu nguyện lạy Cha của con ở trên trời, nhưng chúng ta hướng lòng và xin với Cha rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xin Chúa thường canh tân đời sống cầu nguyện của chúng ta và giúp chúng ta mỗi ngày sống với Chúa cho trọn tình con thảo và sống với nhau cho vẹn nghĩa anh em. Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vì Cha cho chúng con được làm con cái của Cha. Xin Cha gìn giữ chúng con trong danh Cha Chí Thánh, nhờ Đức Kitô con Cha, Chúa chúng con. Amen. Xin hãy tha thứ cho người cha ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Xin thứ tha người ơi. Tha tựa Thiên Chúa luôn thứ tha muôn đời. Tha thứ để nên sống Chúa Giêsu từng ngày. Tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau. Tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm. Tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền. Tha thứ để vơi đi những ưu tư ngày qua. Tha thứ để vơi nước mắt rớt trên bờ mi. Tha thứ hãy luôn tha thứ tựa như Giêsu. Hãy tha thứ cho người cha ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Xin thứ tha người ơi. Tha tựa Thiên Chúa đã thứ tha tội ta. Xin hãy tha thứ. Chúa tha hoài tha mãi. Xin hãy tha thứ. Xin thứ tha người ơi. Tha tựa Thiên Chúa luôn thứ tha muôn đời. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta đã bước sang ngày thứ ba của mùa chay thánh. Sứ điệp của mùa chay vẫn là chúng ta ăn năn, chúng ta sám hối, chúng ta trở về. Trở về với ai? Trở về với chính Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện. Thật vậy, Chúa Giêsu là Đấng Thánh vô cùng. Ngài đã nên Thánh Thiện trong trọn vẹn ba chiều kích của một con người. Trước hết đối với Chúa Cha trong chiều kích hàng dọc, đối với tha nhân trong chiều kích hàng ngang, và đối với bản thân trong chủ kích chiều sâu. Chúa đưa lên thánh thiện một trọn vẹn trong ba chủ kích đó. Đó là cái sự thánh thiện mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta phải sống và cố gắng
trọn vẹn con người của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết đối với Chúa Cha thì Chúa Giêsu đã luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn kết hợp với Chúa Cha, luôn luôn vâng theo thánh ý Chúa Cha trong từng biến cố, cho dù đó là những biến cố đau thương nhất hay cả cái chết trên thập giá, Ngài cũng sẵn sàng vui lòng đón nhận. Và đối với tha nhân trong chủ kích hàng ngang, Chúa đã yêu thương, đã tha thứ, đón nhận tất cả, không loại trừ ai, không kết án ai. Và đối với bản thân trong chủ kích chiều sâu, Ngài đã hy sinh từ bỏ tất cả. Ngài từ bỏ sự giàu có để nên nghèo khó, và từ bỏ quyền lực để trở nên người tôi tớ phục vụ anh em mình. Ta đến không phải để được nhưng là đâu, ta đến không phải để được phục vụ nhưng là phục vụ. Cái hình ảnh của ngày thứ năm tuần thánh, Ngài quỳ gối xuống rửa chân cho môn đệ, chắc chắn phải vẫn là một ấn tượng ghi đậm nét trong cõi lòng con tim chúng ta. Đó là sự thánh thiện mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta phải thực hiện trong suốt cả mùa chay này, và không chỉ trong mùa chay này mà trong suốt cả cuộc đời của chúng ta. Và chỉ có ai nên thánh thiện như Cha trên trời mới xứng đáng lấy nhận triều thiên nước trời. Amen. Kính thưa cộng đoàn, tôn giáo nào cũng dạy người ta cầu nguyện. Thế nhưng nhiều khi người ta lại nghĩ cầu nguyện có nghĩa là cầu xin, xin điều này, xin điều kia mới là cầu nguyện. Nhưng với người Công giáo của chúng ta, việc cầu nguyện tuy rằng cũng có yếu tố cầu xin, nhưng không nghĩa là chỉ có cầu xin điều gì đó, xin Chúa điều gì đó cho bản thân của chúng ta, cho gia đình chúng ta mà thôi. Nhưng cầu nguyện còn hướng lòng đến Chúa, kết hợp với Chúa, lắng nghe thánh ý Chúa hướng dẫn chúng ta làm điều gì đó cho nó phù hợp với tin mừng, với thánh ý của Chúa. Và bài tin mừng hôm nay thì Chúa nói là cầu nguyện thì đừng có nhiều lời, bởi vì Chúa đã biết rõ điều chúng ta cần. Chính vì vậy, khi chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta cầu xin Chúa điều này điều kia, khi cầu xin cũng là một cái sự khiêm tốn của chúng ta, vì cho thấy rằng chúng ta là người bất toàn, chúng ta cần đến ơn Chúa. Nếu ta hiểu vậy thì đúng, rất tốt. Còn nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng xin điều này điều kia thì Chúa phải đáp ứng cho chúng ta, nếu không đáp ứng thì chúng ta lại nghĩ rằng Chúa không có quyền năng như chúng ta nghĩ. Bởi vì có thực tế, có những lúc thấy có những người khi cầu không được thì nhà đạo chán, không muốn đến nhà thờ, thậm chí là bỏ đạo chỉ vì lý do xin Chúa điều này điều nọ theo như ý mình nhưng mà không được. Tuy nhiên chúng ta biết Chúa không ban điều này, nhưng mà Chúa có thể ban điều khác mà chúng ta không thấy, không biết được. Do vậy, dù thế nào, dù là Chúa không ban cho chúng ta điều như chúng ta nghĩ, thì chúng ta vẫn tin rằng Chúa luôn muốn điều tốt đẹp cho chúng ta. Và vì vậy, dù ban những cái điều dù ta không xin, thì điều đó tốt cho chúng ta, cho gia đình chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, sau khi Chúa dạy cầu nguyện thì Chúa nói các ngươi có tha thứ cho người ta lỗi lầm của họ thì Đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các ngươi. Nhà Phật có nói oán đền oán thì oán tụ, oán đền ơn thì oán tan. Nếu như người ta thù ghét nhau, không ưa nhau, rồi từ đó cứ gây ra điều này điều kia không tốt, thì mãi mãi người ta không thể sống hài hòa với nhau,
không đến được với nhau, không nói chuyện được với nhau, không nhìn mặt nhau, thậm chí là có thể gây ra những cái đổ vỡ lớn hơn là chửi nhau rồi đánh nhau. Nhưng nếu người ta biết đáp lại những cái oán hận bằng cái lòng bác ái, từ bi, như nhà Phật nói là để ơn đền oán, thì oán mới tan. Nếu người khác gây những điều hay không hay không tốt cho chúng ta, chúng ta vẫn đáp lại bằng cái lòng nhân từ, bằng cái sự quảng đại, sự tha thứ, thì lúc đó mới có cơ may hòa giải và cuộc sống nó được yên bình. Ngày nay chúng ta thấy ở khu vực Trung Đông giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas thì đang xảy ra chiến tranh, nhưng không chỉ thời gian này mà kéo dài nhiều năm, nhiều thập kỷ. Đó là vì lòng hận thù, không ai chịu ai, cứ luôn tìm cách để trả thù nhau. Và nhiều nơi khác, nhiều nơi khác trên thế giới cũng thế. Và chúng ta sống trong đất nước Việt Nam chúng ta thấy cũng đáng mừng. Trong quá khứ đọc lịch sử thì chúng ta thấy là đã chúng ta thấy như nước, ngay cả Trung Quốc, ở nước Pháp, nước Mỹ là những kẻ thù, thậm chí là kẻ thù không đội đội trời chung của đất nước Việt Nam. Nhưng bây giờ không những là bạn mà còn theo như ký kết, các văn bản ký kết của nhà nước thì là những người gọi đối tác chiến lược toàn diện, với là cái mức độ làm bạn cao nhất. Khi mà có được điều đó thì có một số người thì nói này nói kia, ý nói là không hay, nhưng mà chắc chắn với người Công giáo của chúng ta thì đó là một điều tốt lành. Bởi như bài tin hôm nay, dù là thù thế nào chăng nữa, chúng ta phải tha thứ, và bây giờ phải làm bạn với nhau, bạn tốt với nhau thì phải đáng mừng. Và người Công giáo chúng ta không những ủng hộ mà còn phải cố gắng đóng góp vào cái tiến trình đó. Rồi một điều đáng mừng cách riêng với người Công giáo chúng ta là trong tháng 12 năm 2023 vừa qua, 2023, đó là đã có đại diện thường trú của Tổ Thánh ở tại Việt Nam. Điều đó nói đến cái sự hòa giải, bình thường hóa giữa Tòa Thánh với đất nước Việt Nam, và cũng cho thấy rằng cái sự hòa giải của người Công giáo đối với mọi người, và chắc chắn không chỉ Tòa Thánh mà mọi người Công giáo của chúng ta luôn luôn được mời gọi và nhắc nhở sống cái tinh thần đó. Và cũng vì vậy như đất nước Việt Nam chúng ta cũng đã hiểu và đón nhận và biết rằng điều đó tốt cho tất cả mọi người, không chỉ người Công giáo mà cho cả đất nước Việt Nam. Chúng ta ơn Chúa vì điều đó, và chắc chắn là cũng có sự đóng góp của mỗi người chúng ta khi mà chúng ta sống cái tinh thần hòa giải, tinh thần yêu thương tha thứ trong gia đình, trong tương quan lối xóm, và xa hơn nữa là trong chiều kích xã hội với mọi người. Vì vậy xin cho mỗi người chúng ta luôn cố gắng sống cái tinh thần yêu thương và tha thứ mà Chúa dạy chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta đã suy niệm về đức ái, một trong những việc làm cần thiết của mùa chay. Hôm nay chúng ta suy niệm về việc cầu nguyện,
việc làm không thể thiếu trong mùa chay, và có thể nói việc làm không thể thiếu trong suốt cuộc đời của người Kitô hữu. Quả vậy, nếu người ta sống được nhờ hơi thở, thì cũng có thể nói trong đời sống thiêng liêng, người ta sống được nhờ cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách cầu nguyện, không phải là lải nhải nhiều lời, nhưng là tâm tình cần có hướng về Thiên Chúa Cha. Chúng ta cầu nguyện không phải với tư cách chỉ của cá nhân, mà khi hướng về Cha trên trời, chúng ta nhận ra những người anh em chị em xung quanh mình và cùng nhau hướng về Thiên Chúa, lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời. Cha chúng ta trên trời là Đấng yêu thương tất cả mọi người, Đấng làm mưa xuống trên kẻ lành và người dữ, trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Đấng làm cho mặt trời mọc trên mọi miền, mọi người không phân biệt một ai. Khi chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Cha Đấng tốt lành, chúng ta cầu nguyện xin Cha làm cho danh người được vinh hiển và triều đại của người mau đến. Danh của Chúa cần phải được muôn người nhận biết, và triều đại của người phải hiển lộ giữa chúng ta. Xin cho thánh ý của Cha được thể hiện trên trời cao cũng như dưới đất thấp. Thánh ý đó chính là yêu thương. Thánh ý đó chính là muốn tất cả chúng ta được sống và được sống dồi dào. Thánh ý đó chính là muốn con người nhận biết Thiên Chúa là Cha, hầu cho chúng ta được hạnh phúc và hạnh phúc viên mãn. Sau khi Chúa dạy chúng ta phải hướng về Cha trên trời, thì Ngài cũng dạy chúng ta cầu nguyện cho những nhu cầu thực tế của đời sống. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lương thực chúng ta cầu xin không phải chỉ là cơm bánh, mà trước hết đó là lời hằng sống, là bánh thánh thể, rồi đến những lương thực trần gian. Con người không thể sống chỉ thân xác, chúng ta còn phải sống về phần linh hồn. Chính thánh thể và lời hằng sống làm cho chúng ta được sống viên mãn. Sau đó, của cải trần gian giúp chúng ta sống con người một cách trọn vẹn với cả chiều kích, thần trí, tâm hồn và thân xác của chúng ta. Chúng ta cũng tha thiết xin ơn Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta trước nhan Thiên Chúa đều là những con người đáng thương, đều là những tội nhân cần đến lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa. Và một khi chúng ta đón nhận lòng thương xót và ơn thứ tha, chúng ta cũng được nhắc nhớ, cũng được mời gọi, cũng biết tỏ lòng xót thương và tha thứ cho anh chị em mình. Những ai biết thứ tha, biết xót thương, thì không sợ Thiên Chúa xét đoán. Những ai đón nhận được lòng thương xót và tha thứ vô điều kiện của Chúa thì không thể mãi mãi khép cánh cửa lòng mình đối với tha nhân. Và Chúa cũng dạy chúng ta phải cầu nguyện để chúng ta thoát khỏi những mưu trước cám dỗ của ác thần. Trần gian bày ra trước mắt chúng ta muôn vàn cơn cám dỗ. Chính Đức Giêsu cũng phải trải qua những cơn cám dỗ như thế trước khi Ngài đi vào cuộc vượt qua. Xin cho mỗi chúng ta nhờ ơn Chúa giúp mà vượt thắng được những cơn cám dỗ và được Chúa gìn giữ khỏi mọi sự dữ ở chốn trần ai này. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã dạy chúng con bài học về cầu nguyện. Chúa đã mặc khải cho chúng con biết Cha yêu thương chúng con dường nào, cũng mặc khải cho chúng con biết chúng con là anh chị em của nhau, và dạy chúng con biết cầu nguyện cho danh Cha vinh hiển, cho nước Cha hiển trị, và cầu nguyện cho những nhu cầu của đời sống thực tế chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Amen. Cha ấm lòng con Chúa ơi, nâng con lên tình yêu cao.
phạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn được đổi mới, được vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa. Chúa ơi, ngợi ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng niu con như mẹ hiền ấp ủ con thơ, mãi không bơ vơ và có chỗ nương nhờ. Chúa nâng niu con trọn đời con, mãi luôn tôn thờ đấng yêu thương con, hằng chăm sóc con từng giờ. Cha ấm lòng con Chúa ơi, nâng con lên tình yêu cao vời. Cha ấm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn được đổi mới, được vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa. Chúa ơi, ngợi ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa không chê con, dẫu con đầy cát bụi mong manh, Chúa luôn bên con, vì Chúa rất nhân lành. Thấy con cô đơn, Ngài ở bên đỡ nâng dỗ dành. Thấy con nguy nan, Ngài thương cứu con an toàn. Lòng con Chúa ơi, nâng con lên tình yêu cao vời. Chạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn được đổi mới, được vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa. Chúa ơi, lời ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người kia đọc Thánh Kinh, thấy lời khuyên, hãy cầu nguyện không ngừng. Ông không biết làm thế nào để có thể cầu nguyện không ngừng. Vì thế, ông hành hương đến một tu viện và xin một tu sĩ chỉ dạy cho. Vị tu sĩ mời khách hành hương ở lại tu viện, trao cho ông một tràng chuỗi. Và dặn ông, cứ lần chuỗi và đọc câu kinh. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Người này nghe lời làm theo, mỗi ngày vừa lần chuỗi, vừa đọc, không biết bao nhiêu lần câu đó, có cả đến 100.000 lần. Một ngày kia vị tu sĩ qua đời, người khách hành hương khóc sướt mướt, khi đưa vị tu sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó, ông rời tu viện tiếp tục cuộc hành hương, bởi vì vị tu sĩ ấy vẫn chưa dạy cho ông thế nào là cầu nguyện không ngừng. Vừa đi, ông làm theo thói quen như vị tu sĩ đã dạy. Khi ông hít vào, ông đọc, lạy Chúa Giêsu con Thiên Chúa. Khi ông thở ra, ông đọc tiếp. Xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Cứ thế, không bao lâu, lời cầu nguyện đã trở thành hơi thở của ông. Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi nói năng, đi đứng, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim ông đều trở thành lời cầu nguyện. Và người khách hành hương chợt hiểu. Bây giờ, tôi đã hiểu thế nào là cầu nguyện không ngừng. Quý vị
và các bạn thân mến. Vị tu sĩ trong câu chuyện trên đã chỉ cho vị hành hương kia bí quyết của việc cầu nguyện không ngừng. Trong thời gian đầu, vị hành hương cảm thấy chán nản và không cảm nhận được tầm quan trọng của việc cầu nguyện này. Nhưng ngày qua ngày, hành động cầu nguyện đó đã trở thành thói quen và trở thành nhân đức. Lúc đó, ông mới nhận ra được ý nghĩa của việc cầu nguyện không ngừng là gì. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy cho các môn đệ bí quyết của việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, anh em đừng nói nhiều, vì cha anh em biết rõ những gì anh em cần. Và anh em phải cầu nguyện lên Thiên Chúa với kinh lạy cha. Kinh lạy cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo phúc âm Matthew, kinh lạy cha có 7 lời nguyện. 3 lời đầu tiên nói về Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là cha, cha chúng con ở trên trời. Sau đó, chúng ta xin cho danh thánh cha được hiển vinh, nước cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người. Và xin cho thánh ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2 có 4 lời nguyện. 1. Xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin lương thực nuôi dưỡng thân xác cũng như linh hồn, tức là cơm bánh, lời Chúa và mình Chúa. 2. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em mình. 3. Xin ơn kiên trì, để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn lâm bệnh hay trong cơn lâm chung của chúng ta. 4. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ, để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy dốc lòng không bao giờ bỏ đọc kinh quan trọng và hiệu nghiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta. Vì kinh lạy cha không chỉ giúp chúng ta biết tôn vinh Thiên Chúa, mà còn giúp chúng ta phó thác cuộc đời chúng ta cho Chúa qua lời cầu xin lương thực, vật chất cũng như tinh thần, qua lời cầu xin Chúa quan phòng cuộc đời chúng ta, qua lời xin cho chúng ta biết giao hòa với Chúa và với tha nhân. Chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, không ngừng, như người đàn ông trong câu chuyện trên. Lạy Chúa, ước gì mỗi người chúng con khắc ghi bí quyết cầu nguyện này và không ngừng thân thưa với Thiên Chúa trong từng giây phút. Và xin Chúa giúp chúng con biết sống những gì chúng con cầu nguyện với Ngài, để danh Ngài được nhận biết và cư ngụ trong lòng mỗi người trên thế gian này. Amen. Bóng đèn sáng là nhờ nối liền với mây phát điện. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin con làm việc vì Chúa. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin con làm việc vì Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. Cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. Cầu nguyện tựa như lửa cháy sáng. Nếu con
ngài tin con làm việc vì Chúa. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin con làm việc vì Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật lời Chúa hôm nay được trích từ chương 6 Tin mừng Matthew và nằm trong tuyển tập những bài giảng của Đức Giêsu về nước trời mà chúng ta quen gọi là Hiến chương nước trời, với những chủ đề chính như tinh thần của công dân nước trời, thái độ đối với của cải thế gian hay nền đạo đức mới. Bởi những bài giảng này, Đức Giêsu hướng các môn đệ và thính giả đến một tinh thần mới, một thái độ mới, vượt qua những nhận định và cách làm thời bấy giờ. Chẳng hạn như việc cầu nguyện mà Tin mừng hôm nay thuật lại với chúng ta. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Rõ ràng, cầu nguyện là hướng lòng lên Thiên Chúa. Vì thế, khi cầu nguyện, cần phải gạt bỏ những gì làm con người phân tâm, chẳng hạn như thái độ giả hình, chỉ thích khoa trương việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Hoặc cầu nguyện liên lỉ nhưng mục đích chỉ để xin ơn, mà quên mất rằng trước hết chúng ta hãy xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến và ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, con người thường hay để ý đến cái tôi của mình và không muốn làm theo ý của người khác, dù đó là thánh ý Chúa. Chúng ta thấy điều này rõ nhất qua việc cầu nguyện. Khi chúng ta thường cầu xin Chúa làm theo những điều chúng ta mong muốn, và chẳng muốn đón nhận những gì Chúa ban, vì lẽ nó không giống với ước nguyện của chúng ta. Khi làm như thế, chúng ta đã quên rằng, trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối của chúng ta, và tư tưởng của người cũng cao hơn tư tưởng của chúng ta chừng ấy. Sách giáo lý dạy chúng ta rằng, trong kinh nguyện khẩn cầu, chúng ta bộc lộ ý thức về tương quan giữa mình với Thiên Chúa. Chúng ta là thụ tạo, không phải tự mình mà có, không làm chủ được những nghịch cảnh trong đời, không phải là cùng đích đời mình. Chẳng những vậy, là Kitô hữu, chúng ta biết mình tội lỗi, đã phản nghịch lại Thiên Chúa là Cha chúng ta. Là con cái của Cha trên trời, chúng ta cần quan tâm đến những lo lắng của Cha, chứ không ích kỷ bắt Cha quan tâm đến những nhu cầu của mình. Vì thế, ba điều đầu tiên trong lời kinh Đức Giêsu dạy chúng ta tỏ bày những quan tâm đến Thiên Chúa. Xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Làm cho mọi người nhận biết và tin vào danh Thánh Cha là bổn phận của chúng ta. Cầu xin cho triều đại Cha mau đến là cầu xin cho Tin mừng được lan rộng tới mọi người. Cầu xin cho ý Cha được mọi người làm theo, chứ không phải ích kỷ làm theo ý muốn của mỗi người. Do đó, trong những ngày chay thánh này, chúng ta hãy nhìn lại những thiếu sót trong cách chúng ta cầu nguyện. Vì cầu nguyện không phải để được người khác khen hay để lải nhải xin ơn, nhưng là để kết hiệp với Thiên Chúa và tìm ra thánh ý của người trước khi có thể thi hành trong cuộc sống. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
con nguyện dâng cha cả xóm, nước cha chỉ lên đi cha về. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta thường nói, cầu nguyện được ví như hơi thở của cuộc sống. Nếu như con người cần phải có không khí để hít thở và để sống, thì cũng cần có đời sống nội tâm qua việc cầu nguyện hàng ngày. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy, Chúa Giê-xu đã nhiều lần nêu gương mẫu trong đời sống cầu nguyện. Ngài xa tránh đám đông dân chúng để cầu nguyện. Chúa cầu nguyện mỗi khi có những chuyện quan trọng. Chẳng hạn, trước khi lựa chọn các môn đệ, trước khi lập bí tích thánh thể, Chúa cầu nguyện ở vườn cây dầu, Chúa cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, Chúa cầu nguyện cho các môn đệ của Chúa, và thậm chí, trước khi chút hơi thở, Ngài cũng cầu nguyện cùng Chúa Cha xin tha cho kẻ giết Ngài. Còn trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ cầu nguyện một cách cụ thể bằng việc nguyện kinh lạy Cha. Theo Thánh Luca, kinh lạy Cha có 5 lời nguyện. Trong khi đó, ở tin mừng theo Thánh Matthew có 7 lời nguyện. 3 lời cầu đầu tiên nói về Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta gọi là Cha. Cha chúng con ở trên trời, sau đó chúng ta xin cho danh Thánh Cha được hiển vinh, nước Cha được lan rộng trên khắp thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho Thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2, có 4 lời nguyện, xin lương thực hàng ngày, bao gồm cơm bánh nuôi thân xác và của thần lương nuôi hồn, tức là lời Chúa và mình Chúa. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của người anh em. Xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sức tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Có thể nói, kinh lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giê-xu dạy, một cách cụ thể và dễ dàng thực hiện. Là lời kinh được giáo hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và là lời kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện. Cũng thế, khi dạy cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, Chúa còn muốn cho chúng ta ý thức địa vị của con người chúng ta, bởi sự viên mãn của thân phận chúng ta và của hạnh phúc chúng ta
là ở chỗ tự vượt lên khỏi mình để đến nơi Thiên Chúa, trong ý muốn và trong nước Ngài. Nhưng để đến đó, chúng ta có thể tin cậy ở nơi Ngài. Đằng khác, ngay từ bây giờ, chúng ta phải thực thi sự hòa giải với nhau giữa con người, sự hòa giải mà Thiên Chúa ban cho qua mối tương quan giữa chúng ta với Chúa. Địa vị con người đặt chúng ta trong hai mối tương quan mà thực ra chỉ là hai nhịp điệu của cùng một đời sống duy nhất. Đối với Thiên Chúa, tương quan của chúng ta là tương quan con thảo. Đối với con người, đó là tương quan huynh đệ. Thường, khi cầu nguyện, ta cố nói cho Chúa biết ý của ta và ta xin Thiên Chúa giúp ta đạt được ý đó. Nhưng đúng hơn, khi cầu nguyện, phải là xin cho ta được biết ý Thiên Chúa và xin Chúa giúp ta thực hiện ý của Ngài. Vì Chúa biết mọi sự, cho nên dù ta không nói thì Ngài cũng đã biết ý ta. Phần ta thì không biết ý của Thiên Chúa nên phải xin cho ta biết ý của Ngài. Mùa chay là cơ hội Chúa ban để chúng ta sống kết hiệp với Chúa qua việc cầu nguyện và sống tương quan với tha nhân. Khi đọc kinh lạy cha, chúng ta khởi đầu bằng lạy cha chúng con ở trên trời, chứ không phải lạy cha của con ở trên trời. Như thế, qua lời cầu nguyện này, chúng ta xác tín tất cả đều là anh chị em con cùng một cha trên trời. Lạy Chúa, mỗi lần đọc lên lời kinh lạy cha, xin nhắc nhở cho chúng con về lòng nhân từ của Chúa, đồng thời nhắc nhở cho chúng con điều kiện để hưởng sự tha thứ là chúng con cũng biết bắt chước Chúa, hết lòng cảm thông, thương xót và tha thứ cho người anh em của chúng con. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu dạy cho nhiều người hiểu cách cầu nguyện đúng đắn. Cầu nguyện không phải là lúc lải nhải nói nhiều. Cầu nguyện không hề ở lập luận sao cho chặt chẽ để thuyết phục đấng con người cầu xin. Trong mục đích hướng dẫn con người cầu nguyện, Chúa Giêsu đã dạy kinh lạy Cha. Ở nơi kinh lạy Cha, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết mình nên có những tâm tình cầu nguyện ra sao. Cầu nguyện là giây phút gặp gỡ thiêng liêng, thân mật với đấng mà chúng ta mong muốn gặp. Trong giờ phút ấy, với tấm lòng của người con thảo hiếu, chúng ta đơn sơ thành kính đặt trọn con người mình trước đấng tối cao. Người nhìn thấu con người ta từ trước, và trong giây phút này, người lại thấu rõ lòng ta. Sự e sợ người không hiểu, sự nghi ngờ người chê lời ta nói, thực chất lại biểu lộ chính ta không hiểu người. Ngôn ngữ trong cầu nguyện cần, nhưng đằng sau ngôn ngữ phải là tâm hồn tín thác. Lải nhải vì sợ không được chấp nhận, đó chỉ là nỗi lòng của những con người xa lạ. Cầu nguyện không là giây phút độc thoại, mà chỉ mình ta loay hoay nói. Cầu nguyện để chúng ta nguyện dân Chúa cả sáng, nước Chúa trị đến, ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Dẫu lời cầu nguyện của chúng ta không thêm gì cho Chúa, nhưng với một người con thảo hiếu, chẳng lẽ chúng ta không nghĩ gì về Thiên Chúa và đường lối của Người? Nếu chúng ta chưa có những tâm tình thảo kính, thì giờ phút cầu nguyện là lúc ta tập sống và được sống tâm tình thảo hiếu ấy. Nguyện dân Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện, cũng là nguyện cho mỗi người chúng ta có được phúc phần sống đẹp ý Chúa và ở trong vinh quang của Người. Trước người Cha hằng thấu tỏ tâm can chúng ta không còn sợ sệt và trốn chạy. Đến với Chúa, ta đến với cả con người mình, cả thành công lẫn thất bại, cả điều tốt ta làm, lẫn những lỗi lầm đã qua. Tất cả con người mình, với quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta dâng lên Chúa. Tương lai phía trước, ta không tham lam đòi hỏi, nhưng chỉ xin lương thực đủ dùng. Với quá khứ vấp ngã lỗi lầm, thì xin Chúa xót thương tha thứ. Đến với Chúa, ta hiểu mình là ai, và rồi sẽ khiêm nhường nép mình bên Chúa, xin người thương ban ơn vượt qua cám dỗ. Một tấm lòng đơn sơ, chân thành và phó thác vào Chúa, thật đẹp biết nhường bao. Cầu nguyện là lúc hiện diện trong tương quan. Chúng ta gặp Thiên Chúa, Người gặp ta. Chúng ta hướng về Người, và trong Người, chúng ta không bỏ quên tha nhân. Chúa dựng nên thế giới, trong đó có ta. Ta không là duy nhất trên cõi đời này. Chúa nhìn ta, nhìn thấy cả những tương quan xã hội ta có, cả những tương quan bền chặt, cả những tương quan đã gãy đổ. Xin Chúa thứ tha lỗi lầm, để rồi ta được nối kết với Chúa. Đến lượt mình, chính ta cũng sẽ tha thứ lỗi lầm của anh chị em, để rồi chúng ta lại có được tương quan tốt đẹp. Một người không kìm hãm anh em mình trong tội, vì hiểu những khắc khoải do tội gây nên, đó là người biết nghĩ cho người khác. Một người như thế sẽ dễ gặp được Chúa và gặp được tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến đời sống cầu nguyện. Xin cho chúng con đến với Chúa với trọn con người của mình. Amen. Chúng con.